Vậy phải không? Đúng. Dữ. Rồi, đặt chân vô tường. Cái này là lên thẳng rồi, cái này là lên thẳng rồi. Ok. Rồi, đã đẹp rồi đó. Bắt đầu giơ một chân ra, giơ một chân ra. Đúng rồi, dùng. Nhớ ở ngoài, cái này là đưa bị lố nè, đưa đây thôi. Hiểu không? Đó. Ở ngoài giữ hay xây cũng phải giữ như vậy, vậy nha. Nó ở ngoài giữ hay xây cũng phải giữ như vậy. Đó, chính xác. Đây là cái tư thế hang sang chuẩn. Giữ xong 15 giây bên đây, chuyển qua 15 giây bên kia nha. Giữ. Mắt điểm của giữa hai con cái. Giữ. Giữ đi cho vai nó bền là chị. Giữ. Giữ. Đổi bên. Bên kia làm rồi. À, bên kia làm rồi. Bên kia làm rồi. Đây đỉnh cao quá. Rồi, mấy con nó xuống từ từ. Ờ, con đúng rồi, chịu con xuống. Thêm một miếng nữa. Rồi, ok. Rồi, giữ ngay đó. Đó, nó sẽ vô cái cơ lưng dưới khỏe sẽ hay sẽ tốt. Giữ. Giữ. Giữ nha, giữ. Cố lên cái vai mình lên. Ôi, cái này khó quá. Bước chân lên thẳng luôn. Lên. Rồi, vững chắc rồi đó, ra hai tay đặt con xuống đúng, rồi giữ yên đó, giữ yên đó. Giữ yên đó. Giờ cho ba bên. Đúng rồi, ra hai tay thẳng. Đó, giữ như ta thấy ổn rồi được kìa. Đúng rồi, giữ đây thôi, 1 2, 3, 4, 5, đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, tiếp tục. 2, 3, 4, 5, tiếp tục. 1, 2, 3, thẳng lên tới con. Rồi, co, co, lên, lên, đúng rồi, xuống. Xuống tiếp tục, cứ làm gì lên. Đúng rồi, chính xác. Tiếp tục. Tay thì chạy ra ngoài. Ừ, để đi chân tay nữa nha. Ráng giữ lâu lên. Đó, rồi ép ngực vô, ép ngực vô. Đây chờ vai, mở vai ra, cái này đẩy mông ra, đẩy mông ra, đẩy mông ra, gập gập bụng nữa. Đúng rồi đó, vậy là nó mới đúng. Ok, giữ, giữ. Hai, ba, bốn, đúng rồi, chính xác. À, chính xác, bước lên. Rồi, xuống, đúng rồi, rồi là liên tục luôn. Bước lên xuống, chính xác. Bước lên, bước xuống, đúng rồi, chính xác. Bước lên, bước xuống. Đúng rồi, bước lên, bước xuống. Đúng rồi, tiếp tục. Bước lên, bước xuống. Đúng rồi. Đây. Đúng rồi. Đúng rồi, bước lên rồi. Rồi, xuống. Bước lên cho nó thẳng handstand đó nha, giữ handstand lại một nhịp đó. Đúng rồi, đó, nó ra handstand đó, mình mới xuống. Đúng rồi, bước lên. Đó, chính xác. Bước lên, đúng, ra handstand xuống. Đúng rồi, bước lên sao, xuống cũng vậy. Xuống chậm, đúng rồi, đặt nhẹ xuống. Tiếp tục, chính xác. Chính xác. Đúng rồi. Rồi, đây là bài tập chúng ta để cuối cùng. Đó. Đó, chồm vai, rồi đẩy lên lại, thở ra, đúng rồi. Bài tập này sẽ giúp tăng lực vai rất là tốt. Đó, chồm vai nè, đó. Rồi, đẩy lên lại chị, làm liên tục luôn. Chồm vừa thấy nó nặng cái là đẩy nó lại liền. Đúng rồi, chính xác đó. Dùng cơ vai trước này không đó. Đẩy ra, khi mà đẩy ra là dùng lực vô cơ vai trước nè. Đó, đẩy lên lại. Chính xác, tiếp tục. Đúng rồi. Đẩy ra là hít nè. Rồi, đẩy ra là thở. Đúng rồi, đẩy vô là thở. Ra là hít. Vô thở, chính xác. Đó.
Ok, rất là tốt. Yes. Rồi.